Con chó chết đi! Mẹ chó này! Con nghe mẹ ơi! Con đang đi tập thể dục. Một lát nữa con về ạ. Thế mẹ nhá. Tôi là ai? Mày ra đây cho tao! Đừng ngồi trong nhà như thế, ra đây! Đây là chỗ chúng mày đến để làm loạn đấy à? Bố ơi, bố! À, thằng này! À, cút về nhà ngay! Nhưng mà bố ấy đâu? Đi về nhà! Cút về nhà ngay! Hải, mày nhớ vào tao đấy! Đi anh em! Thằng con tôi nó còn đấu trí, thiếu hiểu biết. Cậu thông cảm nhé. Không sao đâu chú. Cháu không chấp cái đám trẻ trâu ở đâu. Hôm nay là ngày vui của gia đình cháu. Cháu không muốn những cái chuyện vớ vẩn này làm ảnh hưởng đến cuộc vui. Thôi, chúng ta vào trong tiếp tục đi. Anh em! Thằng chó lại đụng nhau ở đây. Giờ thì thằng nào cứu được mày? Bố mày đấy cần ai cứu cả. Chúng mày thích chết vào đây. Mày đừng thách tao! Anh em! Thịt gió! Bố can thiệp vào chuyện này làm gì? Nó thích chết để cho nó chết! Mày nói cái gì? Dừng lại! Ba anh, chú với bố cháu là chỗ làm ăn quen biết lâu năm. Nể chú một chút. Bố cháu mà biết chuyện cũng không hay gì đâu. Nhưng cháu đã làm gì đó đâu. Cứ coi như là chưa làm gì. Về đi. Bố phí lời với thằng này làm gì? Để con cho nó chết. Mày thích gì? Về đi. Nó sẽ xin lỗi cháu sau. Bố! Dù là nó như vậy rồi thì được. Nếu nó chịu xin lỗi thì cháu cũng chẳng làm khó để làm gì. Mày với tao vẫn chưa xong đâu. Đi anh em! Tại sao bố bắt con xin lỗi thằng chó đấy? Chuyện bé xé ra to. Đó là cách hành xử của người kế thừa Phan Thị. Mà con thừa biết bố nó là ai rồi chứ. Nhưng mà nó... Lên xe! Lên xe! Bố đã nói nhiều lần rồi. Bao giờ con mới chịu hiểu? Vâng. Con không biết nhìn xa trông rộng. Vậy con hỏi bố. Vụ vừa rồi bố xử anh em thằng Tuấn Tú như vậy đã ổn chưa? Vừa cấm túc, vừa phạt tiền. Như vậy khác gì dồn anh em chúng nó vào chân tường. Còn sợ sau vụ này chúng nó không chịu được, bật lại thì rách việc. Vụ tiền nong của chúng nó bố đã có tính toán cả rồi. Bố sẽ bù cho chúng nó vào dịp khác một cách hợp lý. Nhưng nếu không xử như vậy, lân sứa sẽ tiếp tục gây chuyện. Liệu Phan Thị có yên ổn và làm ăn không? Hay là trở thành một miếng mồi ngon cho cả đám hình sự? Con phải biết, một con cáo già bao giờ cũng nguy hiểm hơn cả một lũ sói non. Vâng. Bố làm gì mà chả tính chưa? Mẹ thằng chó này muốn chết à? Ngồi yên đấy! Cậu không sao chứ? Chuyện thằng Ba Anh còn chưa yên đâu. Mà bố nói với con bao nhiêu lần rồi. Phải bỏ cái máu điên đi thì mới có thể làm được việc lớn. Nhưng mà nó đi ngu. Những việc như vậy không cần phải ra mặt. Cảm ơn. Anh có sao không? Xin lỗi. Do tôi đi nhanh quá mà phanh không kịp. Lỗi bên tôi. Đã lấn sang làn đường của cậu. Không, lỗi do tôi. Tôi đã không kiểm soát được tốc độ của mình, cho nên đã đâm vào đít xe. Anh xem hết bao nhiêu tiền tôi sẽ gửi. Xe cũng không hỏng hóc gì nhiều. Với lại đã có bảo hiểm. Xe cậu cũng xước sát đấy. Không sao, lỗi do tôi. Nhưng bây giờ tôi không theo anh đi sửa xe được. Tôi gửi anh ít tiền. Mày ngu à? Hả? Đưa mấy cái đồng tiền chó này. Hết bố mày ai không? Hả? Đấy. Chào cậu. Nếu cậu có cà phê Jeep, đưa tôi. Sửa xe hết bao nhiêu tôi sẽ gọi cho cậu. Đây là cà phê Jeep của tôi. Có vấn đề gì ông cứ gọi cho tôi. Được. Yeah. Tôi đi trước. Các con phải học 3 điều từ bố. Thứ nhất, lời nói của các con phải là quan trọng nhất. Bởi vì nó có thể thay đổi cuộc sống và mạng sống của rất nhiều người. Các anh có bằng lòng tôi là người trung gian đứng ra giải quyết mâu thuẫn giữa các anh với anh Lân không? Dạ, tất nhiên rồi bố. Trong phiên tòa này, tôi muốn xử một cách thỏa đáng, để cho người chết cũng được an lòng. Nợ máu phải trả bằng máu. Anh Lương Bầu, chặt một ngón tay của anh Tuấn. Bố, giết một mạng người, giờ mất một ngón tay, có nhiều không? Không. Gia đình là thứ tồn tại duy nhất. Còn tất cả những cái khác, có hay không có, không quan trọng. Bố có bao giờ ngoại tình không mẹ? Con thấy bố là người rất nghiêm túc. Chẳng lẽ người nghiêm túc không bao giờ ngoại tình à? Thậm chí họ còn ngoại tình một cách nghiêm túc. Nhẫn cưới của anh đâu? Sao cô lại còn nó? Nhìn gì? Muốn đánh nhau à? Mẹ dạy con phải tôn trọng phụ nữ. Tất cả phụ nữ. Đặc biệt là đối với vợ của mình. Nếu còn muốn giữ chút tình nghĩa vợ chồng, hãy tự chứng tỏ anh còn nhân cách. Cái chết vẫn hơn là sợ chết. Ở đây không có chuyện bạn bè gì hết. Những người không cùng một dòng máu không là cái gì cả. Mày có mẹ mày, chị gái mày, con trai mày và tao, thế thôi. Còn tất cả những đứa khác sẵn sàng đâm sau lưng mày. Nhưng ông có thể nói cho tôi biết bố tôi là ai không? Tôi không phải là người phán xử. Rốt cuộc là mày muốn gì? Tôi muốn tìm ông bố thất lạc. Bố quá tàn nhẫn. Tàn nhẫn là sức mạnh. Chỉ có những kẻ yếu thế mới sợ điều đó. Quay!